Hi, xin chào các bạn, mình là Ray, mình Lê. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tutorial Windows Phone 8.1 và Windows 8.1. Hy vọng qua series này sẽ giúp cho các bạn nắm vững được Windows Phone 8.1 và Windows 8.1 và ngôn ngữ C#. Ok, mình sẽ nói sơ qua về cái series này. Series này sẽ trả khoảng bao gồm 30 video từ căn bản đến nâng cao, kéo dài khoảng một tháng mấy, giúp các bạn có thể nắm vững được và có thể tự viết app cho bản thân mình, tự up app lên store, tự buôn bán vân vân. Nhưng mình nói luôn là trong series này, nếu như để các bạn có thể trở nên professional, mình nghĩ các bạn nên kiếm các ebook về C# tiếng Việt trên mạng có rất là nhiều. Các bạn có thể đọc qua các ebook đó, nhưng mà có điều ebook đó nó hơi khác với series của mình. Series của mình thì chỉ tập trung vào hai nền tảng, đó là Windows App và Windows Phone App. Còn trên mạng thường đa số chúng họ nói về console app và Windows Phone. Nhưng cách code thì tất cả chúng đều giống như nhau bởi vì cùng nền tảng là C#. Ok, bây giờ chúng ta sẽ khởi động Visual Studio. Đây là màn hình Visual Studio. Bây giờ để tạo một project mới, hay chúng ta có thể nói là một ứng dụng mới, các bạn chọn New Project. Khởi khung New Project. Nếu như các bạn không giống như mình, các bạn có thể chọn Installer, chọn Template, chọn Visual C#, nhớ Visual C#. Các bạn chọn Store App. Trong Store App sẽ có ba mục như sau. Nếu như không có ba mục này, các bạn vui lòng kiểm tra lại setting khi cài. Trong setting khi cài, chúng ta như mình đã nói, chúng ta cần phải check các mục sau, đó là Plan for Visual Studio, cái thứ hai đó là Windows Phone 8 SDK, và cái thứ ba đó là Tools for Maintain Store App for Windows 8. Đây là ba mục, mục 1, mục 2 và mục 3. Đây là mục những mình cần. Nếu như các bạn muốn lập trình trên ASP.NET thì bạn chọn tích thêm Microsoft Web Developer Tools, hay là muốn viết ứng dụng vân vân cho CLI thì các bạn tích vào. Ok, nếu muốn C# bạn tích nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về Universal App. Universal App là gì? Đây là một project khi bạn tạo, nó sẽ chạy, ứng dụng của bạn sẽ được chạy trên cả hai nền tảng, đó là điện thoại và máy tính bảng và máy tính để bàn. Còn Windows App là ứng dụng chỉ chạy được trên máy tính bảng hoặc máy tính để bàn hoặc là cả hai. Và những ứng dụng này là gì? Những ứng dụng này là những ứng dụng nó nằm trong phần Start đây. Đây là những ứng dụng của Windows App. Còn Windows Phone App thì là những ứng dụng chạy trên Windows Phone. Ok. Ở ngày 1 đầu tiên mình sẽ nói về Windows Phone. Và những ngày tiếp theo mình có thể sẽ luân phiên giữa hai thằng này, với Windows App và Windows Phone App. Tại vì sao? Vì Windows App và Windows Phone App bản chất nó đều giống nhau. Nó chỉ khác ở một vài thư viện library khi viết app thôi. Chứ cách viết code, cách design vân vân đều giống nhau hoàn toàn. Ok, mình chuyển qua phần Play App. Chọn Windows Phone App, mình tích chọn Play App về project rộng. Phần name các bạn đặt tên, mình đặt tên là đây một. Thư mục lưu trữ. Ok, nhấn ok. Project mình đang được tạo. Ok, project mình tạo xong. Mình giới thiệu luôn, đây là khung code, là khung để mình có thể viết code cho ứng dụng. Đây là nơi viết code hàm xử lý hay là những xử lý vân vân không liên quan gì đến design. Còn đây là các thư viện, còn đây là thanh tab tab các file các bạn đang mở, giống như mình đang mở file app.xen.cs. để tắt đi cái nhấn close. Rồi, chọn qua khung Solution Explorer, đây là khung chứa các file, các cây thư mục của mình trong cái project. Project mình có những gì nó sẽ hiển thị ra đây. Các bạn nhấn vào đây để mở rộng cây thư mục mình, bao gồm file hình ảnh, các thư viện vân vân. Ok, đây là trước tiên, bây giờ để viết một ứng dụng mình cần phải design đúng không? Để design các bạn chọn main bay, nhấn vào file main bay.xen, nhấn double click vào. Nó sẽ khởi động file này và sẽ hiển thị cái bay design cho mình.
cái design nó hơi độc. Đây là màn hình điện thoại cũng khá là đẹp nhỉ. Mình xin nói luôn, ở bên này chúng ta có thể gọi đây là code design, theo theo mình đi, mình gọi này là code design, còn đây là màn hình design. Hai thằng này nó đều liên quan với nhau. Ví dụ trên này mình vẽ một cái gì, một control gì, thì tự động bên đấy nó sẽ sinh code về cái đó. Hoặc bên đây nếu như mình gõ code của cái control nào thì nó bên đây nó sẽ tự design quanh đây. Hai thằng này như nhau, nó giống như bạn đang lập trình web vậy. Còn cái phần code hồi nãy giống như mình nói lúc đầu á, copy hai xử lý sự kiện này đó, thì cái đó nó để xử lý các cái hàm xử lý phía sau, mình gọi nó là copy hai bởi vì nó thực thi những nhiệm vụ khác không liên quan đến phần design này. Ok, về phần design, trước tiên ngày 1 chúng ta sẽ viết ứng dụng tên là Hello World. Vậy để theo mình Hello World này nó hơi khác Hello World chỗ khác là mình sẽ cần đến ba control. Control thứ nhất là hiển thị nội dung mà người dùng nhập ra ngoài màn hình, và control thứ hai sẽ là khung nhập liệu của người dùng nhập vào, và control thứ ba là nút nhấn. Là khi mình nhấn vào cái nút đó nó sẽ lấy dữ liệu của người dùng nhập vào và hiển thị ra ngoài màn hình, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với thanh công cụ Toolbox, nó nằm bên bên tay trái của mình. Tên nó là Toolbox, menu Toolbox. Trong đây sẽ chứa các control của Windows Phone. Các bạn giống như đây, thanh button, nút button là cái nút nhấn. Tab block là control để giúp hiển thị test ra ngoài màn hình. Còn tab book này là control giúp nhập liệu từ người dùng, thu thập dữ liệu người dùng. Ok, bây giờ như mình nói sẽ có ba control. Control đầu tiên là hiển thị dữ liệu ra ngoài màn hình, mình chọn là tab block. Các bạn chỉ cần nhấn vô chọn tab block xong bạn lít vào ngoài màn hình là nó sẽ ra. Ok, rồi mình chỉ cần resize khoảng cách lại cho nó đẹp xíu. Ok, còn chỗ thứ hai là khung nhập liệu, mình sẽ chọn là tab box. Và còn chỗ thứ ba là nút nhấn. Bạn thấy không? Visual Studio tự động canh lề cho mình luôn, tự canh lề trên cho thằng bên trên luôn. Thằng này mình cũng mở rộng ra cho nó giống giống với thằng trên, mấy thằng dưới. Ok, vậy là xong. Và hôm nay và bây giờ mình sẽ mà đưa các bạn đến với một giải pháp design mới của Microsoft đó cho đa màn hình, đó là Neo. Neo là gì? Neo là những cái nút này. Đây, đây, đây có bốn neo, một control sẽ có bốn neo. Giống như đây, còn số 10 đây là khoảng cách neo, 481 cũng là khoảng cách neo. Và đây là cái biểu tượng này tức là đang neo. Còn những biểu tượng mà bị khoảng cách ra, bị vỡ ra như thế này gọi là chưa nó có neo. Ok, đây là các neo chưa có neo. Vậy neo là gì? Mình xin nói luôn. Neo tức là khoảng cách từ control, khoảng cách từ biên trái cho đến cái control của mình. Giống như ở đây mình khoảng cách từ hàng biên trái đến control mình là 10 pixel. Và khoảng cách từ hàng biên trên cho đến cái control mình là 81 pixel. Vậy neo để làm gì? Neo là để giữ khoảng cách cố định từ control này đến biên tùy theo cái neo. Ví dụ như bây giờ khoảng cách cố định từ hàng control này đến biên trái luôn luôn là 10 pixel. Giống như các bạn, bây giờ bạn thể hiểu như này. Màn hình điện thoại đâu phải có một kích thước duy nhất, đúng không? Vậy á, giống như đây là màn hình chuẩn của điện thoại này là chỉ có 400. Ví dụ giờ mình xài điện thoại 500 đi, thì khoảng cách giữa thì bề rộng của hai hàng này là nó khác nhau, thì các control này nó cũng bị sai lệch bởi vì các kích thước này là cố định rồi. Cho nên khi nếu như bây giờ mình muốn cái control của mình cách hàng này là 10 pixel, bên này cũng là 10 pixel, đúng không? Thì màn hình này 400 nè, thì nó như vậy. Nhưng mà nếu màn hình 500 á thì thằng này nó sẽ bị
tăng khoảng cách lên là nó sẽ có nguyên khoảng trống to như thế này chứ không phải khoảng trống nhỏ như thế này. Vậy nail sẽ có tác dụng là giúp cố định khoảng cách, đúng không? Ví dụ bây giờ mình cố định thằng này là 10 pixel, tức là mình đang cố định thằng bên trái và thằng bên phải. Thằng bên trái cách lề 10 cm, thằng bên phải cách trái cách lề 10 pixel, bên phải cách 10 pixel. Rồi. Là khi mình thay đổi màn hình là lên 500 thì control của mình sẽ luôn vẫn giữ cái hình dáng như thế này. Đó. Thì lúc này á các bạn chọn qua khung property, các chọn chọn layout. Các bạn sẽ thấy width của nó chuyển sang là auto 380, tức là nó sẽ tự động tính toán cho cái bề ngang của cái ứng dụng, cái control này. Bây giờ mình màn hình như mình đã nói là 400 và mình muốn thằng này cách lề trái 10, lề phải 10, tức là 400 trừ 20 còn 380. Các bạn thấy không, nó tự tính toán ra 380. Còn hay hay thì mình không quan tâm. Nếu như các bạn muốn design hay nữa thì các bạn có thể neo trên dưới rồi các bạn tự kéo lên lên xuống tùy màn hình mình muốn. Đây mình để mặc định đi. Rồi. Thằng này mình sẽ không neo. Để chút nữa khi chạy ứng dụng mình sẽ cho các bạn thấy sự khác biệt. Ok. Rồi, mình sẽ mang đến cho bạn một khái niệm mới, đó là đối tượng. Đối tượng là gì? Các bạn đã từng nghe qua đối tượng chưa? À, vậy mình nói luôn đối tượng là gì. Giống như các bạn đang cua một cô gái vậy á, cô ấy là đối tượng đúng không? Các bạn thường gọi cô ấy là đối tượng đúng không? Vậy đối tượng là gì? Đối tượng là một con người, hoặc có thể là con vật, hoặc có thể là một cái gì đó, vân vân. Thì nó là một đối tượng đúng không? Vậy trên đối tượng khi nhìn vào cô gái ấy các bạn thấy gì? Ok, nào là thứ nhất màu da nè, tóc kiểu gì nè, khuôn mặt ra sao nè, dòng một bao nhiêu nè, dòng hai bao nhiêu nè, cao bao nhiêu nè, bề ngang bao nhiêu nè. Đó, đó là những thuộc tính chúng ta trong lập trình gọi đó là những thuộc tính của đối tượng, và chúng ta gọi những thứ đó là thuộc tính của cô ấy. Thì đó là những điều nói chung là những thuộc tính. Bây giờ thí dụ cô ấy có dòng 1 là 85 cm. Vậy cô ấy có thuộc tính dòng 1, dòng 1 là thuộc tính và giá trị của thuộc tính dòng 1 là 85 cm. Đó, các bạn hiểu chưa? Đó, chúng ta trước mắt thì ở này đầu tiên chúng ta chỉ nói vậy thôi để các bạn dễ nắm. Ok. Vậy trong tab box này khi mình nhấn vào một đối tượng, control cũng là một đối tượng. Các bạn thấy được đối tượng không? Các bạn nhìn qua khung property. Đây là khung sẽ chứa các thuộc tính của đối tượng đó. Như các bạn thể thấy ở đây, content là một thuộc tính, width là một thuộc tính và 380 là giá trị của thuộc tính này. Hay cũng là thuộc tính. Ok. Test như là phone chữ, kiểu phone chữ nó cũng là thuộc tính, và Sego WinPhone nó là tên, nó là giá trị của thuộc tính này, và là kích cỡ size của cái phone cũng là một giá trị thuộc tính. Ok, bây giờ các bạn sẽ thấy là chữ tab box này không, hay là chữ button đi. Giờ làm sao để chúng ta có thể thay đổi cái chữ này? Vậy chúng ta phải qua khung thuộc tính, chúng ta kiếm có chỗ nào có dòng chữ có giá trị giống giống cái này. Này, chúng ta thấy content có giá trị là button. Vậy bây giờ mình thử thay đổi chữ, thay chữ hello xem, những enter đó, nó thay đổi qua đây, thấy nó thay đổi không? Vậy đây là thuộc tính có trách nhiệm hiển thị giá trị của nó lên trên màn hình. À, bạn thấy chưa? Vậy bây giờ mình muốn viết tiếng Việt xem. À, không viết tiếng Việt được. Đây là một cái vở của thằng Visual Studio không viết được tiếng Việt trên 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 form này, nhưng vẫn có cách để viết được cái gì. Các bạn vỏ chữ tiếng, bạn nhìn sang code, các bạn có thấy không, mình nhấn cái nó tự select ngay chỗ này, và đây là code của cái button này. Bạn thấy content không, thuộc tính nè, còn đây là giá trị, nó sẽ nằm trong mặt kép giống 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 như trang như HTML vậy. Để gõ được tiếng Việt các bạn có thể gõ trong đây
Đó, tiếng Việt, nó sẽ ra tiếng Việt được. Ok, vậy bây giờ mình sẽ gõ cái này là chữ nhấn vào đây cho người dùng biết. Ok, nhấn vào đây. Còn thằng này mình sẽ gõ đổi thuộc tính nó nè, nhấn cái này, sẽ thấy test nè. Test nữa không? Giá trị test box nó y chang. Mình đổi thành chỗ nhập vô đây. Không biết cái gì. Mình sẽ kiếm test nè. Nhập nè. Nhập vô đây. Rồi, để dấu ba chấm cho đẹp. Ok. Và phần này, đây là khung hiển thị. Các bạn thấy test nó quá nhỏ đúng không? Sao người dùng khó thấy vậy, vậy cho nên chúng ta sẽ tăng cái kích cỡ font này lên, chúng ta sẽ qua thuộc tính là font chữ test và kiểu và font size. Nên chọn lên khoảng 20 pixel. Đó, nó sẽ to lên. Rồi. Ok. Và bây giờ mình nói như này, có một khúc mắc chỗ này. Ví dụ bây giờ bạn gái của bạn vô trong một tòa nhà và tòa nhà đó có tới 100 mấy cô gái giống như cô ấy. Vậy bây giờ không lẽ mình kêu cô bạn gái của bạn là em ơi, kêu em ơi, không lẽ 100 mấy cô quay mặt về phía bạn hả? Vậy đâu có được. Kêu vậy không được, kêu vậy mấy người kia đập chết. Đùa vậy thôi chứ thật ra mỗi con troll nó cũng giống như cô ấy, đều phải có cái tên riêng cho mình. Vậy làm sao để đặt tên? Ok, giống như bây giờ mình nhấn vào cái nút button, nhìn qua khung property, các bạn sẽ thấy name. Nếu như để chữ no name như vậy, tức là con troll này chưa có tên. Vậy mình sẽ đặt tên cho nó. Quy tắc đặt tên á, các bạn nhớ thế này. Tên không được phép có số đứng đầu tiên. Và trong tên không được phép sử dụng các ký tự đặc biệt như thế này. Ok. Nhưng có một ký tự duy nhất được phép sử dụng, đó là dấu gạch dưới cho phép sử dụng. Và tên nó cũng phân biệt chữ hoa và chữ thường nha. A thường khác với A hoa, A hoa khác với A thường. Ví dụ bây giờ như mình nói không được phép đặt số đầu tiên đúng không? Giờ mình gõ số vô, nhấn Enter cái nó tự động sinh dấu thêm dấu gạch dưới đằng trước. Đúng không? Đó. Và tên trong C# không được phép trùng nhau. Khác với ngoài đời, tên cô ấy có thể trùng với một hai người, nhưng trong trong lập trình chúng ta không được phép trùng. Giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn tên chữ hoa và chữ thường nha. Ví dụ mình đặt con cho này là A ha. Còn con cho này mình đặt là A thường. Đó các bạn thấy không? Hai cái nó khác nhau. Nhưng ví dụ bây giờ mình đặt thằng này cũng là A hoa luôn, nó sẽ ra sao? Đấy, nó tự thêm số 1 vào bởi vì thằng A hoa kia đã có rồi, không được phép trùng nên phải thêm số 1 lần sau. Đó. Rồi, mình sẽ đặt tên thằng này. Thằng này mình đặt tên là nút nhấn đi. Nhưng các bạn lưu ý chỗ thế này. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ thống nhất cách đặt tên chung theo quy ước chuẩn lập trình. Cái này mình đã học được trong lúc đi làm, đó là khi đặt tên còn cho xong các bạn nhớ gõ lên kiểu dữ liệu của còn cho đó là gì. Ví dụ ở đây gõ kiểu dữ liệu của còn cho này là button, các bạn gõ button vô. Làm vậy để chi? Để chúng ta biết được cái tên đó nó là kiểu dữ liệu còn cho gì. Ví dụ mình có hai thằng là nút nhấn đi, nhưng mà thằng này là nút nhấn kiểu dữ liệu này là button, thằng kia là lít đi, vậy chẳng hạn không lẽ mình gõ nút nhấn vô mình đâu biết của thằng nào với thằng nào, và ví dụ gọi mình thêm cái bút tình này vô để dễ phân biệt nữa, vậy nó rất là dễ khi viết lập trình. Ok, rồi qua thằng này mình đặt tên nó là nhập liệu, thêm tên nó vô cái box. Qua thằng này mình đặt tên nó là hiển thị đi, tab lock. Vậy là xong. Rồi.
Nhưng chúng ta sẽ đến với một khái niệm mới nữa, đó là hành động. Vậy hành động là gì? Giống như mình nói, cô gái ấy ngoài có những thuộc tính như về ngang chiều cao này vân vân thì cô ấy còn có các hành động như là ăn uống hung hít vân vân, hay làm gì đó mình không biết, như là hay gì đó không biết, thì đó là những hành động. Vậy trên lập trình cũng có những hành động, nhưng chúng ta cần phải bắt được sự kiện là khi cô ấy làm chuyện đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Giống như cô ấy ăn thì mình sẽ có một hàm sự kiện đó là ăn, và khi cô ấy ăn thì hàm sự kiện nó sẽ hành động, sẽ thực thi, và mình muốn làm gì trong đó đều vẫn được. Giống như đây cái nút nhấn, nút nhấn là gì thì chỉ có nhiệm vụ nhất, đó là khi người dùng nhấn vào sẽ có sự kiện xảy ra, đúng không? Vậy nhấn vào button, mình chuyển qua khung property, mình chọn cái nút dấu xét nè, nút tia điện nè, đó đây là danh sách các thuộc tính, các hành động của nó, và list là hành động khi người dùng nhấn vào, để tạo được cái function, cái hàm này. Bạn nhấn double vào cái khoảng trống này, đó nó sẽ tự tạo code, đó nó sẽ tự chuyển sang trang code behind. Nếu như các bạn đang ở màn hình design này muốn chuyển qua thằng này á, các bạn có thể nhấn F7 nó tự động chuyển sang, hoặc trong chỗ solution browser các bạn mở ra nó sẽ ra file này, các bạn nhấn vào cũng được. Ok, đây là cái function, mình gọi đây là một function, trong function sẽ được mở ngoặc và đóng ngoặc. Ok, khi kết thúc một câu lệnh giống như thế này, các bạn nên nhớ phải có chấm phẩy, đây là quy tắc viết code nha, có mở thì có đóng, và viết xong phải có chấm phẩy. Ok, khi người dùng nhấn vào nút này thì nó sẽ chạy cái hàm này. Vậy khi chạy là mình sẽ chạy cái gì? Đó là mình sẽ lấy giá trị thuộc tính test của thằng này, sẽ gán vô giá trị thuộc tính test của thằng này. À vậy á, với con sao vậy, thằng này là thằng bị gán đúng không? Thằng bị gán mình sẽ viết đầu tiên, nó tên là hiển thị. À, bạn thấy không, mình vừa viết một cái là nó sẽ hiển thị suggestion như vậy. Các bạn chỉ cần nhấn 8 cái nó sẽ tự động viết full cho bạn cho nó lẹ. Nếu như không có, các bạn có thể nhấn Ctrl và Space, nhấn Ctrl Space cùng lúc nó sẽ hiển thị ra, các bạn nhấn 8 cái nó sẽ ra. Các bạn để truy cập đến từng thuộc tính, các bạn nhấn dấu chấm cái, nó là lúc đó có thể truy cập được thuộc tính rồi. Bây giờ mình muốn gán giá trị của thằng test này qua thằng test kia, bây giờ mình cần phải truy cập đến thuộc tính test của nó, truy cập đến thuộc tính test của thằng hiển thị này. Thằng này là thằng bị gán, và thằng lấy giá trị sẽ là thằng nằm đằng sau dấu bằng. Thằng để thằng lấy giá trị là thằng nhập liệu đúng không? Nhập liệu test box, và giá trị của cái thuộc tính cần lấy đó là test. Đó, kết thúc câu lệnh và chấm phẩy. Vậy là xong. Tới đây thì các bạn, mình giải thích tiếng Việt như thế này cho dễ hiểu là thuộc tính test của thằng thuộc tính test của thằng giá trị hiển thị test block này sẽ được gán dữ liệu từ thằng thuộc tính test của nhập liệu test book, hay nói đơn giản là thuộc tính test của nhập liệu test book sẽ gán vô cho thuộc tính test của thằng hiển thị test block. Đó, vậy thôi. Ok, vậy bây giờ mình thử chạy ứng dụng xem nó như thế nào. Để chạy ứng dụng, các bạn nhấn trên thanh menu, các bạn sẽ thấy dòng này. Nếu như các bạn không thấy dòng này, các bạn hãy nhấn sổ xuống. Đây là danh sách các emulator máy ảo của mình. Nếu như cấu hình của bạn không thể chạy được các máy ảo, tức là CPU của bạn không phải là Core i3 hoặc Core i5 hoặc Core i7, thì các bạn bắt buộc phải chạy trên device. Chạy trên device là sao? Là khi bạn cắm điện thoại của bạn vào máy tính, nhấn device chạy, thì ứng dụng của bạn sẽ được chạy trực tiếp ngay trên điện thoại của bạn luôn. Còn nếu trên emulator sẽ tạo một máy ảo ở đây và hiển thị lên. Đây mình có máy ảo nên sẽ chạy. Các bạn chỉ cần nhấn vô đây là ứng dụng của bạn sẽ được chuyển sang máy ảo và chạy trực tiếp trên điện thoại. À, điện thoại của máy ảo, đây là điện thoại máy ảo nè.
gọi là emulator đó, màn hình thì ra giống không, giống qua giống ha. Ở đây mình sẽ nói, lúc nãy mình nói chức năng của Neo đúng không, giờ mình sẽ hiển thị cho bạn thấy. Giống như ở đây bề ngang của mình đang là 400 đúng không, tại màn hình dọc nè. Nhưng nếu như mình lật ngang điện thoại đi, à bạn thấy không, lúc này bề ngang của mình sẽ bằng bề dọc của điện thoại, tức là lúc này bề ngang điện thoại sẽ là 800. Thì bạn thấy không, khoảng cách giữa thằng biên 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 phải nè, ở biên trái nè, nó sẽ cao 10 và biên phải cũng là 10. Khác với thằng này, thằng này mình chỉ có neo bên phải thôi, âm neo bên trái hơn, nên nên nó chỉ cách được thằng biên trái là 10 thôi, còn biên phải nó không có, mình không có neo, nên khi đổi màn hình nó sẽ có như thế này, khác với thằng này đúng không? Đó, bạn thấy chức năng neo chưa? Ok. Như lúc nãy mình nói nhiệm vụ của thằng này là nhập dữ liệu từ người dùng. Bạn thấy bàn phím lên không? Đó. Đây là dữ liệu người dùng nhập, và khi người dùng nhấn vào đây nó sẽ gắn dữ liệu lên đây, thấy không, nó đã chạy đúng không? À, quá chuẩn. Đó, vậy là xong. Các bạn có thể tắt debug chạy chương trình của mình bằng nhấn nút stop debug ở đây. Các bạn có thể nhấn nút phím tắt cái nút này nè, cái nút build này nè, ở debug là F5, bạn chỉ cần nhấn F5 là chạy ha, cho nó vậy. Tutorial ngày hôm nay chúng ta đã vậy là xong, nhưng mình có một bài tập nhỏ nhỏ cho các bạn như thế này, đó là các bạn hãy thử tập khi người dùng nhấn vào đây, nó sẽ thay đổi giá trị thuộc tính test của thằng test box này, và đồng thời thay đổi dòng chữ nhấn vào đây sẽ bằng với thằng này, nội dung người dùng nhập vô. Giống như người dùng nhấn A thì thằng này sẽ đổi chữ nhấn vào đây thành A. Các bạn nghĩ thử làm được không? À, nhớ là nó đổi lần cả thằng này và thằng này luôn nha. Ok. Vậy tutorial của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Có mọi thắc mắc các bạn vui lòng email cho mình hoặc comment, mình sẽ trả lời cho